Angular Material, Angular Material Form, Angular Material Icon. 1. Angular Material là gì? Angular Material là thành phần UI, UX của Angular. Việc ứng dụng các framework dựa trên các thành phần như Angular, React và Vue.js đã làm tăng số lượng các thành phần giao diện người dùng, UI. Những tập hợp này đã cung cấp một framework thiết kế đáp ứng hiệu quả cho các lập trình viên web để lập trình các ứng dụng nhanh hơn. Năm 2014, Google phát minh ra một ngôn ngữ thiết kế được gọi là Material Design. Material Design là một công cụ hỗ trợ phần thiết kế cơ sở về thị giác và tương tác. Google loại bỏ JavaScript và viết code lại từ đầu, đặt tên là Angular vào năm 2016. Cuối cùng, Google dán Material Design vào Angular và sử dụng TypeScript, rồi gọi nó là Angular Material. 2. Lợi ích khi sử dụng Angular Material. Chất lượng cao, các thành phần được quốc tế hóa và có thể truy cập bởi mọi người, được thử nghiệm tốt để đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy. Các API đơn giản với hành vi nền tảng nhất quán. Linh hoạt, cung cấp các công cụ giúp nhà phát triển xây dựng các thành phần tùy chỉnh của riêng họ với các mẫu tương tác chung. Có thể tùy chỉnh trong giới hạn của đặc điểm kỹ thuật. Material tương thích, được xây dựng bởi nhóm Angular để tích hợp hoàn toàn với Angular, bắt đầu từ kéo thả vào các ứng dụng hiện có của bạn. 3. Các thành phần chính của Angular Material, đó là Angular Material Form, bao gồm các form control như input, lựa chọn, các thanh kéo, checkbox, vân vân. Angular Material Icon. Math Icon giúp bạn sử dụng dễ dàng Vector Based Icon trong ứng dụng của mình. Các thành phần layout như lưới, card, list và tab, button, các mẫu điều hướng, size, navi, menu và toolbar, bảng dữ liệu với thành phần tiêu đề, model và pop-up, indicator, spinner và progress bar. 4. Cài đặt Angular Material. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thực hành Angular Material. Đầu tiên chúng ta sẽ truy cập vào trang chủ của Angular Material. Click vào Get Started và copy câu lệnh Install Angular Material. Tiếp đến chúng ta sẽ truy cập vào CMD, thư mục gốc của project của chúng ta. Paste lệnh vào và nhấn Enter. Yes. Và quá trình cài đặt đang diễn ra, chúng ta sẽ chờ đợi trong giây lát. Như vậy là Angular Material, chúng ta sẽ chọn thêm Angular Ping, mặc định luôn, và tất cả chúng ta sẽ yes yes. Lại cùng chờ đợi để Angular Material update một số file trong project của chúng ta. Như vậy là đã hoàn thành việc cài đặt Angular Material trong project của chúng ta. Chúng ta sẽ truy cập vào trang chủ của project localhost 4200. Và đây là project của chúng ta đã được tiến hành ở những bài trước. Tiếp đến, chúng ta sẽ thực hành Angular Material Form. Và để thực hành Angular Material Form, chúng ta sẽ truy cập vào Component và truy cập vào Form Field. Ok, chúng ta sẽ truy cập vào tab API và copy lệnh thư viện. Chúng ta sẽ truy cập đến file app.module.ts và paste dòng lệnh import thư viện vào. Sau khi import thư viện ở đây, chúng ta sẽ cần khai báo ở phía dưới nữa.
Các bạn nhớ nhé. Nếu không thì project của chúng ta sẽ không hoạt động được. Ok, chúng ta quay vào lại vào tab Overview. Mở source code. Chúng ta sẽ copy map from here đầu tiên. Mặc định và paste vào trong project của chúng ta. Chúng ta sẽ truy cập vào folder giao dịch. File giao dịch.component.html. Chúng ta sẽ paste xuống phía dưới này. Tôi sẽ comment hai cái div cũ lại. Các bạn có thể thấy là form của chúng ta rất là xấu và không giống như trong hình của chúng ta. Bởi vì sao? Vì sau khi khai báo map form field chúng ta phải cần phải khai báo form input nữa. Chúng ta sẽ truy cập vào input ở dưới này. Chuyển sang tab API và có câu lệnh import thư viện map input. Các bạn nhớ nhé, với tất cả các input thì chúng ta cần phải khai báo thư viện thêm ngoài map form field. Sau khi khai báo thư viện xong, chúng ta cần phải paste xuống phía dưới nữa. Và chúng ta sẽ xem input đã thay đổi nhưng vẫn không giống ở trong mặc định của chúng ta. Bởi vì sao? Vì sau khi import cài đặt Angular Material vào project, chúng ta cần phải build lại. Tôi sẽ tắt đi và chạy lại câu lệnh ngserve. Chúng ta sẽ tiến hành chờ đợi để project của chúng ta được build lại. Như vậy là project của chúng ta đã build lại thành công. Chúng ta sẽ refresh lại. Các bạn có thấy là input của chúng ta đã hệt như ở trong trang chủ của Angular Material. Như vậy là chúng ta đã thực hành thành công Angular Material Form. Tiếp đến chúng ta sẽ thực hành Angular Material Icon. Trước khi thực hành Angular Material Icon thì tôi sẽ tiến hành căn chỉnh lại số tiền ở đây. Chúng ta sẽ nhập thử 20.000 vào. Các bạn thấy là nó rất là đẹp, rất là tối ưu, rất hiện đại. Và thực hành cũng cực kỳ dễ dàng, phải không nào? Tôi sẽ tiến hành format lại input tên giao dịch ở trên cho nó đồng bộ. Nhìn cho nó đẹp một thể. Rồi, tôi sẽ copy tên giao dịch xuống thế này. Input thêm ng model vào. Và tôi sẽ comment lại đoạn input này. Deep tên giao dịch ở bên trên. Rồi, ok. Như vậy là chúng ta đã format thành công form input của chúng ta bằng Angular Material Form. Tiếp đến chúng ta sẽ truy cập vào icon. À không, chúng ta sẽ sử dụng luôn trong input của chúng ta, form field của chúng ta. Ở bên dưới chúng ta có thể thấy là chèn luôn icon ở trong input của chúng ta. Chúng ta sẽ copy đoạn lệnh icon và paste vào trong input số tiền. Phía dưới input số tiền. Ok. Project của chúng ta đang bị lỗi rồi. Chúng ta cần khai báo thư viện Angular Material Icon. Này tôi sẽ không vào trang chủ để copy lệnh mà tôi sẽ biến tấu thư viện
Chúng ta sẽ copy thư viện ở trên, paste xuống dưới, thay input bằng icon. Tiếp tục thay bin input ở đây bằng icon. Vậy là đã không còn lỗi nữa. Chúng ta sẽ copy paste xuống dưới. Ok. Refresh lại trình duyệt. Ok, như vậy là icon mặt cười đã hiện lên. Như vậy là chúng ta đã thực hành thành công Angular Material Icon. Các bạn có thể thấy là ở trang chủ thì chúng ta không có danh sách các icon của Angular Material. Chính vì vậy việc sử dụng Angular Material gặp nhiều khó khăn. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy mat icon. Chúng ta sẽ gõ vào Google từ khóa mat icon list, truy cập vào Stack Overflow đường link thứ ba này. Chúng ta sẽ lan xuống phía dưới và thấy dấu tích xanh, chúng ta tích vào link. Các bạn thấy đây là các icon của Angular Material. Chúng ta chỉ cần thay tên là sẽ hiển thị được icon đấy. Đây, chúng ta sẽ thay vào đây. Ví dụ tôi lấy icon 10k. Đây, refresh lại trình duyệt, 10k đã hiện. Vì đây là nhập số tiền thì tôi nên sẽ để icon là icon 123, icon nhập số cho người dùng có thể hiểu. Đây. Tiếp đến thì ở chỗ tên giao dịch thì tôi sẽ để một hàng hóa biểu trưng, đấy là đồ ăn. Icon này có tên là fast food. Tôi sẽ copy mat icon lên và thay 123 bằng fast food. Refresh lại và như vậy là đã hiện lên thành công. Vậy là phần thực hành của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tổng kết, về cơ bản thì Angular Material được sử dụng như vậy. Ngoài hai thành phần Angular Material Form, Angular Material Icon mà chúng ta đã thực hành, Angular Material còn rất nhiều thành phần khác. Các thành phần đó là Select, Checkbox, Radio Button, Card, Grid List. Bạn có thể tham khảo thêm về các Angular Material tại link này. Bài học về Angular Material đến đây kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài hướng dẫn tiếp theo. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn nút like. Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Còn nếu thấy chưa hay, hãy để lại phần bình luận. Đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.